lấy đó. Kawasaki nha Nam. Kawasaki Z300. Cái xe này đấy của ông anh, ông mua ông xài, ông dạng ông chạy cũng cũng được ít vậy đó, ông đậu không à. Ông đậu không mà không này. Cốt chưa mở nè mấy anh. Rất là mới luôn. Xe này cũng anh em lớn tuổi đi nha Nam. Cũng cẩn thận lắm. À hai chìa luôn nè. Hai chìa bô biết rồi, rin hết luôn nha Nam. 6.000 997 6.000 mấy anh em ha. Này 300 anh em ha. 300. Cộng sệt bật hết hồn. Còn nguyên zin luôn nha anh em ha. Tao đứng ngồi lại cho nổ máy sao? Đứng ngồi thầy cho nó đứng rồi nha. Đứng đứng lên. Trèo lên á, trèo lên. Cũng hú ghê cho con giỡn mày. Nó có đèn ưu tiên không? Không có đèn chép 4 nhanh kìa. Có nút ưu tiên mà chép 4 nhanh không? Nó có nút bát thì có rồi. Còn khói rồi. ABS. Cực kỳ ngầu. Xe không có té ngã nha nè. Xe bao bao lỗi. Giá 90 nha anh em ha. Hồ sơ có sẵn luôn. Anh em mua cũng tiết kiệm rất là nhiều thôi, xe mới em ha. Rồi tới cái này. Này cắt băng keo này dạ. Ờ này ép vách. Chàng ơi cái này bị sao nè? Xe này mới về luôn nha anh em. Xe này đời mấy đây? Đời 2015. Đời 2015 nha anh em. Xe này ba giá là cực kỳ vip cho anh em luôn. Đây 38.000. 38. Chiếc chiếc FZ này 28 triệu nha anh em. 28 triệu hồ sơ thêm tiền. Ha, hồ sơ thì thêm phí vô. Máy thì zin êm, máy bao zin bao êm. Đúng rồi, bô gờ đờ nổ đã lắm. Quá rẻ anh em ha, có 28 triệu rồi anh em. Đó, anh em cần thiết thì liên hệ Trường Sang ngày mai cho anh em coi. Xe đó mới về nên chưa cắt giấy nữa nha. Xe về cứng nhà luôn cả nhà ơi. Rồi ok anh em nào cần thì liên hệ ủng hộ anh em ha. Rồi xin cảm ơn.